Trong chiều nay, công tác chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 đã hoàn tất. Tỉnh Hưng Yên đã sẵn sàng cho buổi thi đầu tiên diễn ra vào sáng mai, ngày 8 tháng 6. Em Tạ Đức Duy, trường Trung học cơ sở Nguyễn Tất Thành là một trong những thí sinh sẽ bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10. Sau một năm học đầy khó khăn thách thức, hành trang Duy chuẩn bị không chỉ là kiến thức giấy tờ mà còn là sự tự tin, tâm lý thoải mái. Em đã có sự chuẩn bị rất là tốt từ đầu năm đến bây giờ. Các thầy cô đã ôn luyện cho em khá là dài và ôn các đề thi từ các năm trước đây. Đến giờ phút này em đã rất sẵn sàng cho kỳ thi tuyển sinh lớp 10. Kỳ thi tuyển sinh năm nay được đánh giá sẽ cạnh tranh khốc liệt hơn khi số thí sinh dự thi tăng hơn 2.000 em. Điều này cũng khiến cho số phòng thi tăng khoảng 100 phòng, gây khó khăn cho công tác chuẩn bị. Nhiều trường như Trung học phổ thông chuyên, Trung học phổ thông Phạm Hữu Lão, Trung học phổ thông Văn Lâm, Trung học phổ thông Minh Châu phải bố trí 2 điểm thi hoặc phải tận dụng tối đa cơ sở vật chất như Trung học phổ thông Trần Hưng Đạo. Mọi năm thì chỉ có khoảng độ 21 cho đến 23 phòng thi, nhưng năm nay thì lại lên tới 27 phòng thi. Mình đã sử dụng các phòng học bộ môn để chuẩn bị những cái phòng thi phát sinh so với mọi năm. Đến thời điểm này, các trường đều chưa phát hiện thí sinh nhiễm COVID-19. Dù dịch bệnh đã ổn định, nhưng việc đảm bảo an toàn sức khỏe cho học sinh vẫn được các điểm thi đặc biệt quan tâm. Mặc dù là dịch bệnh ở trong tỉnh mình đã trong tầm kiểm soát, nhưng nhà trường đã chuẩn bị rất là chu đáo với công tác phòng chống dịch. Ở tại các phòng thi thì có những chai khử khuẩn khô, rồi là khẩu trang cho các em và cái giấy lau cho các em nữa. 2 phòng thi riêng để dành cho những em bị F0 và những em là nghi nhiễm bệnh. Năm nay tỉnh Hưng Yên tiếp tục áp dụng quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông vào kỳ thi tuyển sinh, công tác tổ chức thi cơ bản như những năm trước, nhưng có một số thay đổi về cách sắp xếp chỗ ngồi của thí sinh và bố trí phòng chứa đồ dùng của thí sinh cách khu vực thi tối thiểu 25 m. Vận dụng đến mức tối đa quy trình, quy chế của cái kỳ thi trung học phổ thông quốc gia vào kỳ thi tuyển sinh, từ khâu in sao đề thi cho đến giao nhận, khâu coi thi và chấm thi. Đến ngày hôm qua là các cái công tác chuẩn bị cho cái kỳ thi là chúng tôi đã hoàn thành tốt. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay hơn 17.200 thí sinh trên toàn tỉnh đã tới các điểm thi làm thủ tục dự thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2022-2023. Mặc dù được tổ chức trong tình cảnh dịch bệnh đã được kiểm soát, nhưng công tác phòng chống dịch tại các điểm thi vẫn được nghiêm túc thực hiện. Ngày mai các em sẽ bước vào buổi thi đầu tiên môn ngữ văn với hình thức tự luận. Buổi chiều thí sinh sẽ dự thi môn toán với hình thức trắc nghiệm.